Các bạn thân mến, thoát vị đệm đệm được coi là bệnh lý dễ dàng mắc phải nếu như người bệnh không biết cách chăm sóc đúng cuộc sống của mình. Với chức năng giúp cải thiện tư thế cũng như là làm giảm sự căng cứng cơ thì yoga là bài tập hữu hiệu và an toàn dành cho các bạn bị thoát vị đệm đệm. Theo các thầy thuốc tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường thì thoát vị đệm đệm có thể được chữa trị bằng các bài thuốc bằng thảo dược quý như tơ hồng xanh, gối hạt, phòng phong, dây đau xương sẽ giúp loại trừ phong hàn, giảm đau xương khớp, phù hợp để chữa trị các bệnh chuyên về xương khớp. Còn bây giờ chúng tôi sẽ chỉ ra 6 bài tập yoga chữa thoát vị đệm đệm đơn giản nhé. Bài 1, tư thế trẻ con, quỳ gối trên sàn nhà, đầu gối mở rộng, ngồi trên gót chân, cúi gập người sao cho phần thân trên nằm giữa hai bên đùi, đầu tựa lên sàn nhà hoặc một tấm đệm đỡ, hai tay duỗi thẳng về phía trước, lòng bàn tay úp xuống mặt thảm, giữ yên tư thế trong vòng 1 phút, hít thở sâu. Bài 2, tư thế châu chấu. Nằm úp bụng xuống sàn, dùng thêm miếng lót mềm nếu cần, kéo giãn hai cánh tay, đặt dọc hai bên cơ thể, hít thở, nâng ngực, đầu, cẳng chân và cánh tay lên khỏi sàn, giữ cho cẳng chân và cánh tay thẳng, thả lỏng ngón chân và ngón tay, tập trung vào hít thở, giữ tư thế này từ 5 đến 30 giây, sau đó từ từ hạ chân xuống và thả lỏng cơ thể. Bài 3, tư thế rắn hổ mang. Nằm trên sàn với hai bàn tay úp, đặt dưới vai, duỗi thẳng các đầu ngón chân ra mặt sàn, cuộn rốn vào trong và nâng phần khung xương chậu, ấn lòng bàn tay và trải rộng các ngón tay, kéo vai về phía sau, đẩy phần trên của cơ thể ra khỏi mặt sàn và giữ cho cánh tay thẳng. Ngón chân, hông, cẳng chân đặt chắc chắn trên mặt sàn. Nâng cằm lên và nâng ngực, giữ tư thế này trong vòng 15 đến 30 giây với hơi thở bình thường. Sau đó về lại tư thế nằm sấp, hai tay cạnh đầu, hít thở đều. Bài 4, tư thế cây cầu. Nằm ngửa, co gối, hai bàn chân chạm sàn, khoảng cách giữa hai chân rộng bằng vai, hai tay đặt dọc theo chân. Hít sâu, nâng cao hông và bụng hết mức có thể. Hai chân co sát mông, vai và cổ gáy tỉ xuống sàn. Giữ yên động tác này trong vòng 45 giây đến 1 phút, thở đều và chậm. Sau đó từ từ nằm xuống, thở chậm và sâu, thư giãn. Lặp lại động tác từ 3 đến 5 lần. Bài 5, ngồi xoay người. Tư thế ngồi xoay người bắt chéo chân, thẳng lưng. Đặt tay trái lên đầu gối phải, đặt tay phải ra sau lưng trên sàn. Cánh tay phải và các ngón tay xoay ra ngoài, hít thở, xoay thân mình và đầu sang bên phải. Giữ vị trí này trong khoảng 60 giây, thực hiện tiếp tục cho bên còn lại. Lặp lại tư thế này ít nhất là 3 lần. Bài 6, tư thế nâng chân và cánh tay. Chống hai tay và cúi người trên gối, giữ đầu ngẩng lên. Nâng tay trái và duỗi thẳng về phía trước, đồng thời nâng và duỗi chân phải về phía sau. Giữ yên tư thế đó trong 5 giây, hít sâu thở chậm. Sau đó trở về vị trí ban đầu và đổi bên. Thực hiện tương tự với tay phải và chân trái, lặp lại từ 5 đến 10 lần cho mỗi chân. Khi thực hiện các bài tập thoát vị đệm đệm trên, bạn nên chú ý kết hợp nhịp thở và chuyển động để gia tăng tối đa hiệu quả. Chú ý mặc các trang phục có độ co giãn và thấm hút mồ hôi tốt. Nếu đang gặp phải các triệu chứng đau cột sống, nên tham vấn ý kiến của bác sĩ chuyên khoa thần kinh cột sống trước khi bắt đầu luyện tập. Mặc dù yoga có khả năng hỗ trợ làm giảm mức độ khó chịu của cơn đau, nhưng để chữa dứt điểm bệnh, người bệnh cần được thăm khám và tiếp cận đúng phương pháp điều trị. Đến đây thì video của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để có thêm những kiến thức về sức khỏe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!